Thưa các bạn, có những câu thơ đọc lên ta hiểu và thích ngay. Cũng có những câu thơ dù chưa hiểu gì nhiều nhưng ta vẫn thích ngay. Ít ra cũng thoang thoảng rằng đó là một tâm trạng khác thường trong một hoàn cảnh không bình thường. Người ta thường nói đến liên tưởng bậc 2, liên tưởng bậc 3. Nguyễn Quang Lập từng lý giải liên tưởng bậc cao này như sau. Ví dụ câu thơ Mái chèo khuấy vào lửa. Đọc câu thơ này có thể liên tưởng đến một chiếc xuồng mỏng manh đang gấp gáp lướt đi dưới ánh nước phản chiếu chói đỏ hoàng hôn. Vài lời thế để thấy rằng với thơ đương đại, cả tác giả và người thưởng ngoạn đều cần đến dụng công. Xin mời các bạn nghe bài thơ rất hay của Nguyễn Quang Thiều, Những người đàn bà gánh nước sông, để lại có dịp dụng công các liên tưởng của mình. Những người đàn bà gánh nước sông. Những ngón chân xương sầu, móng dài và đen, tóe ra như móng chân gà mái. Đã 5 năm, 15 năm, 30 năm và nửa đời, tôi thấy những người đàn bà xuống gánh nước sông. Những bối tóc vỡ xối xả trên lưng áo mềm và ướt. Một bàn tay họ bám vào đầu đòn gánh bé bỏng chơi vơi. Bàn tay kia bấu vào mây trắng. Sông gục mặt vào bờ đất lần đi. Những đàn ông mang cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ. Những con cá thiêng quay mặt khóc. Những chiếc phao ngô chết nổi. Những người đàn ông giận dữ, buồn bã và bỏ đi. Đã 5 năm, 10 năm, 30 năm và nửa đời, tôi thấy sau những người đàn bà gánh nước sông và lũ trẻ cởi chuồng, chạy theo mẹ và lớn lên, con gái lại đặt đòn gánh lên vai và xuống bến, con trai lại vác cần câu và cơn mưa biển ra khỏi nhà lặng lẽ, và cá thiêng lại quay mặt khóc trước những lưỡi câu ngơ ngác lộ mồm.